The Yang Family Channel. Hôm nay mình làm bánh patisserie kiểu nhanh gọn lẹ của mình. Mình mua cái hộp này ở chợ Mỹ đó, trong cái hàng frozen, trong cái hàng đông đá. Nó để chung với lại mấy cái vỏ bánh của apple pie, bánh táo của Mỹ đó. Mua cái này khoảng nhiều chợ tùy theo giá, khoảng 3.50 đồng tới 4.50 đồng. Mình mua cái này mình làm nó thành có 2 miếng bột như vậy. Mình làm nó có sẵn như vậy rồi. Mình chỉ đem về rồi mình bỏ nhân vô thôi. Thì một hộp có 2 miếng. Cái này là kiểu làm bánh nhanh gọn lẹ. Mình khỏi mất công cán bột lâu lắm mà mình cũng không có biết cán bột nữa. Chứ mình chỉ biết làm nhân rồi bỏ vô cái này thôi. Ngày xưa hồi đó thì mẹ mình làm như vậy thì mình làm như vậy. Thì nó cũng dễ, nó lẹ hơn là mình cán, pha bột rồi nhồi rồi cán lâu. Thì mình mua cái bột sẵn về rồi cắt ra rồi làm thôi. Mình cắt ra nó gấp lại làm ba vậy nè. Mình cũng cắt theo vậy thành ba miếng. Rồi mình làm nhân sẵn thôi. Nhưng mình chỉ là thịt heo xay, củ hành mình cắt nhỏ ra, cắt thật lựu nhỏ ra, với lại một muỗng này nè, cái pate mà mình xài, pate của Mỹ. Chứ tại vì mình cũng ở xa đó, không có gần chợ Việt Nam, cho nên mình không có đi mua pate chợ Việt Nam. Mình làm gì cho nó đều. Mình làm cái bánh hình vuông. Mình cắt ra rồi cái mình bỏ nhân vô thôi. Rồi cái bỏ vô lò vô nướng, bỏ vô lò nướng. Lò sẵn đi, 350 độ. Cái lò mình thì nó có cái quạt để quạt cái hơi ở trong lò đó cho nó đều á, cho nên nó nghe rào rào. Dứt thịt mình bỏ vô. Thì thịt thì mình nêm nếm theo ý của mình thôi. Rồi mình nêm theo ý của mình, rồi nếu mà muốn thử thì bỏ lại microwave thử. Cái này nó hơi bị cứng, làm cũng lẹ lắm, không có lâu. Nhiều khi mình làm cái này cho con mình nó đi học về á, nó có nó ăn, con nít nó ăn lên ở trong trường á, thường thường là 11, 12 giờ trưa nó ăn lên chứ trong trường. Rồi cái về cái 4-5 giờ chiều nó đi học tan trường về tới nhà là nó cũng đói bụng rồi. Mình thì khoảng 5 giờ mình mới bắt đầu làm cơm đó. Thì mình có cái này cho nó ăn như là lót bụng vậy đó, để trước khi giờ cơm. Xin lỗi các bạn nha, mình qua đây lúc mình rời Việt Nam lúc mình 11 tuổi, còn nhỏ lắm. Rồi mình qua tới Mỹ là lúc đó mình 13 tuổi. Mình tiếng Việt lúc đó là năm 1900, mình rời Việt Nam năm 81 lúc 11 tuổi. Qua tới Mỹ là năm 83 lúc đó mình 13 tuổi. Thì bây giờ ở đây là bây giờ cũng là ba mươi mấy năm rồi. Tiếng Việt của mình á, nhiều khi mình suy nghĩ để mình nói một câu tiếng Việt á, thì thường thường là mình suy nghĩ bằng tiếng Anh trước. Cái đầu của mình á, nó suy nghĩ bằng tiếng Anh trước, rồi tiếng Anh á nó mới nhảy qua tiếng Việt. Chứ không có, thí dụ Việt Nam của mình, nếu mà bạn học tiếng Việt Nam là tiếng mình thông thạo á, thì nhưng thí dụ như mẹ mình đi, thì là mẹ mình nghĩ ra bằng suy nghĩ bằng tiếng Việt, rồi khi mà mở miệng nói, thí dụ nói với người Mỹ á, thì dịch qua tiếng Anh á, thì cái đó là cái đầu của mình nó suy nghĩ như vậy.
Còn mình á thì hay là những cái đứa mà ở đây lâu năm á, những đứa trẻ ở đây lâu năm á, thì thường á là mình suy nghĩ bằng tiếng Anh rồi mình mới nói qua tiếng Việt đó, cho nên nhiều khi bạn thấy mình nói tiếng Anh trước rồi có tiếng Việt sau, đó là như vậy, cái đầu mình nó nhảy như vậy đó. Cho nên mình cũng ráng cố gắng nhớ biết đọc biết viết, nhưng mà cái thinking của mình á, cái suy nghĩ của mình nó là như vậy. Ví dụ mình nói ở suy nghĩ thinking trước, ví dụ mình nói chữ thinking là suy nghĩ, thì mình nói thinking trước rồi mình mới dịch ra là suy nghĩ đó. Chứ không phải là mình làm bổ quên tiếng Việt hay là gì kia, không phải vậy. Tại cái đầu óc suy nghĩ của mình là nó như vậy đó. Gia đình của mình sống á, thì cái nếp sống của gia đình á nó hơi khác, ví dụ mới qua hay khác. Chồng mình cũng vậy, chồng mình ảnh qua đây lúc ảnh 10 tuổi, cho nên tiếng Việt của ảnh nó dở hơn là tiếng Anh đó. Thì ở trong gia đình nó có cái nếp sống cũng hơi không có như là thế hệ thứ hai của người Việt Nam á, thì gia đình mình á là sống theo cái lối sống thế hệ thứ hai của người Việt Nam đó. Những đứa trẻ lớn lên sanh ở Việt Nam mà lớn lên bên Mỹ là giờ tụi mình, còn đời con của mình á là nó sanh bên Mỹ rồi, nó là giống như là mà Mỹ con rồi. Còn vợ chồng mình á thì cũng như là nửa đạt nửa mở, nửa này nửa kia, tại vì mình lớn lên ở bên đây. Lúc mình qua đây á, mình học vào lớp 6, tại mình thụt lùi lại á, mẹ mình sợ mình không có bắt kịp đó, cho nên lúc mà mình đi mình học lớp 6, mà lúc 2 năm sau mình qua Mỹ lại, lúc mà mẹ mình cho mình đi học á, mình cũng học lại lớp 6. Chồng mình cũng vậy, lúc ảnh qua cũng học lớp 5, lớp 6, coi như là mình học high school, học mà trung học là học ở bên này. Học đại học rồi xong cái xong high school rồi vô đại học thì cũng là học ở bên này. Cho nên ở trong gia đình mình thì lúc mà mình vợ chồng mình nói chuyện với nhau á, thì nói chuyện tiếng Anh pha tiếng Việt. Con mình nó gọi là Vietlish. Vietlish là nó đặt ra đó, là Vietlish là vừa nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt. Nó dụ nói vợ chồng nói với nhau một câu tiếng Anh chẳng hạn, đa số là xài tiếng Anh trước, nó nói một câu tiếng Anh lâu lâu pha và vài câu tiếng Việt. Mấy đứa nhỏ nhà mình á, là nhà mình á, thì nó nghe tiếng Việt nó hiểu, nhưng mà nó nói chuyện á lộng cộng lắm, cho nên nó ít khi nào mà dùng tiếng Việt. Còn vợ chồng mình á thì hồi ngày xưa có mẹ mình ở gần á, thì bà ngoại còn nói tiếng Việt với mấy cháu thì nó nghe nó cũng hiểu nhiều. Rồi bây giờ bà ngoại không có ở gần nữa, rồi ba mẹ thì đi làm suốt ngày, rồi về cái là nhiều khi nói tiếng Anh cho con mình, nói tiếng Anh với nhau rồi pha một chút tiếng Việt, rồi cái quay qua con cái nói tiếng Anh với nó, cho nên con mình tiếng Việt cũng dở lắm, không có giỏi, nó chỉ nghe hiểu thôi, nhưng những nói những từ đơn giản thì nó hiểu, còn mà nói sâu xa quá thì nó không có hiểu. Cái đó là cái tình trạng của như vậy. Đa số những người ở thế hệ của mình á, như bạn bè của mình lúc mà qua cũng một lượt với mình, hay là trẻ lúc nhỏ như mình á, thì đa số là bị vướng vào cái trường hợp này hết. Ít có gia đình nào mà con cái nói tiếng Việt lưu loát lắm, trừ phi là có ông bà ngoại hay ông bà nội ở chung một nhà. Thì đồ ăn uống trong gia đình mình á, thì có khi mình làm đồ Việt, có khi mình làm đồ Mỹ. Nhiều khi coi lên YouTube thấy cái gì ngon thì mình bắt chước thôi, mình không có phải là đầu bếp xịn hay là cái gì hết. Còn đồ ăn Việt Nam thì ngày xưa ở với cha mẹ thì cho mình ăn cái gì thì mình biết món đó. Rồi mình lớn lên thì mình ví dụ mình giờ có gia đình riêng, mình nhớ hồi đó mẹ nấu món đó, thì mình search, mình tìm ở trên YouTube, mình nấu thôi. Thì ai hướng dẫn mình sao thì mình học là học như vậy đó, học nấu ăn trên YouTube.
Thì ngày xưa lúc mà mình ở nhà thì mẹ mình cũng dạy mình căn bản thôi. Ví dụ luộc rau làm sao, xào phải, thí dụ mình xào, món xào thì phải làm như thế nào, nấu một nồi canh phải làm như thế nào, coi như là cái căn bản đơn giản. Còn sau này mà mình muốn ăn thêm cái gì đó, thí dụ muốn bò quế, muốn riêu này này nọ, thì là mình còn là học YouTube không. Này, ai nấu sao thì mình dạy, rồi mình nấu theo cái khẩu vị của mình. Vì khi mình đi ăn nhà hàng thì mình nói cái khẩu vị đó ngon hay là cái món đó ngon, thì mình về mình học thôi. Cái đó là cái tư duy của mỗi gia đình hay là cái taste của mỗi mỗi người. Mình thì không có ngại nấu ăn, mình cũng rất là thích vô bếp. Nhưng mà cũng nhiều khi thời giờ hạn hẹp, rồi con mình á, nhiều khi mình nấu á, nó không có ăn đồ Việt nhiều, nó ăn đồ Mỹ nhiều. Cho nên nhiều khi nấu đồ Việt á, là nấu cho hai vợ chồng, rồi phải làm một món riêng cho con mình. Đó. Con mình nó ăn đồ Việt nhưng mà nó tùy món, không phải món nào nó cũng ăn. Đấy, cái đó là tình trạng của con nít. Con mình thì nó cũng, nói nếu mà nói nó khó ăn thì nó là cũng khó ăn. Nhưng mà cũng tại mình chiều nó thôi chứ... từ nhỏ đến lớn nó đã quen như vậy rồi, tại mình làm theo ý của nó. Thì khi mà gia đình mình nấu cơm thì mình ăn uống thì cũng ăn đồ Việt Nam, cũng cá kho, canh chua, canh bí, canh bầu gì đó, thì thịt kho, thịt đồ xào, xào cái này, xào cái kia. Rồi ngày cuối tuần rảnh rỗi thì mình làm món này món kia vậy đó, thì mình cũng học hỏi. Mình làm lần một lần không ngon thì lần tới nó ngon hơn. Vợ chồng mình thì hai vợ chồng có ba đứa con. Con trai lớn của mình thì năm nay học đại học rồi, thì nó ở trong trường, lễ nó mới về. Đứa con gái kế tiếp thì là đang học lớp 12 trung học đó. Thì năm nay là bắt đầu chọn trường vào đại học rồi đó. Còn thằng con út của mình là học lớp 11. Cho nên lúc mấy năm con mình còn nhỏ mình cũng lu bu lắm, tại vì tụi nó sát tuổi nhau quá đó, mình cũng bận rộn. Rồi cái này mình có cái trứng thì mình quét lên. Mình quét cái trứng lên thì nó có cái màu đẹp, không quét cũng không sao. Mình bỏ vô lò, cái lò của mình đã nóng rồi, mình bỏ vô. Mình nướng 20 phút. Dẫn cái lon 20 phút cho cái này thì mình khi nào nó réo là mình xong. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Have a good day.